Giờ ảnh là bây giờ là ảnh là thấy cha mẹ ảnh bán. Bún gạo nước ăn thêm. Anh chắc gần đây ha anh? Chắc gần đây hả? Anh đó. Mà ở Tân Phú. Thôi, Tân Phú ở đây cũng xa chứ. Ở đây có tiếng mà, dạ, có tiếng. Dạ. Đúng không? 60 mấy năm mà. À, chưa là nó bán ở Minh Phụng. Dạ. Giờ về nhà bán. Chưa bán Minh Phụng. Còn đây là xa nữa. Dạ, anh ở Cà Mau. Anh đang... Đây bán gì tên tuổi lâu đây rồi. Đây nè, Minh Phụng nói vậy đây là Cà Mau nè. Cà Mau nè. Anh đang thấy ngon không anh? Đi công việc là lên đây ghé ăn anh, khách từ Cà Mau luôn. Chúc mấy anh ăn ngon miệng ha. Chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình nhé. Sáng nay mình có mặt ở một cái quán hủ tiếu, mì cá và thập cẩm ở trên đường Thái Phiên đó các bạn. Lâu rồi thì mình ăn thịt thà, bò, gà, dê. Lâu lâu mình ăn một cái tô hủ tiếu cá như thế này cũng rất là tốt ha, đổi khẩu vị một bữa. Và mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Đây là đường Thái Phiên, quận 11 đó các bạn. Thì ở đây là cái tiệm hủ tiếu cá, hủ tiếu thập cẩm, tiệm 101 nha các bạn. Đó cũng là cái địa chỉ luôn đó. Địa chỉ ở đây là 101 đường Thái Phiên, phường 2, quận 11 nha các bạn. Mình thấy quán buổi sáng cũng khá là đông. Sáng nay mình sẽ vào đây mình ăn món hủ tiếu cá và mình review quán cũng như là cái món ăn cho các bạn cùng xem nhé. Dạ chào chị ạ. Dạ. Ở đây mình thấy để cái bảng là bán hủ tiếu cá và thập cẩm hả chị ha? Tiếu mì, hai cái không mở. Chúng ta đúng coi đây chị là bán hủ tiếu mì, hủ tiếu cá và hủ tiếu thập cẩm ha. Chúng ta xem sơ qua cái quầy chỗ nấu mà mở, ai cũng nhìn thấy hết các bạn. Đây quá trời thịt thà luôn. Đây mình cũng chuyên về hủ tiếu cá hả chị ha. Đây mấy cái miếng cá nè. Cá này mình phi lê hết hả chị ha? Cái này là gì? Cái này là ăn gì? Này. Phi lê hết anh. Phi lê. Dạ. Mình cũng có lấy xương rồi hết ha, không có xương. À, lâu lâu mình ăn thịt nhiều, bò, dê, heo, gà này kia đó các bạn. Thì lâu lâu mình có thể đổi món hủ tiếu cá cũng rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài cái cá ra thì ở đây cũng bán hủ tiếu thập cẩm. Thì mình thấy có nè, cặt nè, lòng và này kia đó, thịt. Gan, tim các bạn ha. Hủ tiếu cá hả chị? Những cái miếng cá rất là hấp dẫn luôn. Đó, to đùng luôn. Ông thấy mấy cái giá của chị ở đây là mốt méo là cong cong luôn luôn bây giờ. Của người ta nó tròn. Vẽ lại cho dễ làm hả chị ha. Dạ. Với cái giá kia nó cái giá lưới nó cũng xẹp lép. Chị bẻ lại cho nó dễ múc. Cái này cái nồi nước lèo của mình đó hả chị? Cái nồi nước lèo. Chắc một ngày mình phải châm nhiều. Sau anh lên mình sẽ vớt cái này ra. Cho nó nước cái nước lèo nó trong á. Dạ. Nó sôi lên á, nó sôi. Nước sôi thì để bọt nó sẽ gom lại, mình sẽ vớt ra. Vớt ra, mình vớt vớt ra. Để làm món bún mì. Mình sợ. Với lại, còn cái mì.
à, để mình quay ở đây. Ở đây chị bán mì, em thấy có hủ tiếu mềm hả chị? Hủ tiếu dai. À chứ không có hủ tiếu dai. Ở quán mình có phải quán gốc người Hoa không chị? À thì thường quán gốc người Hoa thì không có hủ tiếu dai nha các bạn. Hủ tiếu dai là hủ tiếu thuộc miền Tây rồi, nó biến tấu thuộc miền Tây như hủ tiếu Trà Vinh, hủ tiếu Sa Đéc, rồi biến tấu hủ tiếu Bột Lọc. Còn gốc của người Hoa thì là hủ tiếu mềm nha các bạn, không có hủ tiếu dai. Đây làm nấu khô hả chị ha? Một tô hủ tiếu cá nhiều cá quá các bạn. Khô thì thêm nước lèo và cái hành lá. Không mỡ. Đây là tô hủ tiếu cá mì khô. Tô này bao nhiêu chị? 45.000. 45.000 nha các bạn. Ồ, cục xí quách nữa cả. Cái cá xương. Dạ anh cho mình hỏi là anh bán được ở đây được bao nhiêu năm mà? Bán cũng lâu lắm. Mấy chục năm rồi. Mấy chục hả? Nhớ được mấy chục không? Khoảng. Sáu mấy năm. Ồ, vậy là chiền qua chắc hai ba đời. Sáu mươi mấy năm luôn các bạn. Giữ dằn khu Thái Phiên này luôn. Dạ, đây là cái chú này là chủ quán à. Dạ mình quán bán ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ vậy anh? 6 giờ là bán, tới 11 giờ ngoài. Một buổi rồi, chiều có tối có bán không? À, 6 giờ đến khoảng 11 giờ anh hả? Anh chỉ bán buổi sáng thôi. Gần với cuốn hai tô nấu nước. Đây là những cái tim nè, và cái thịt để làm cái hủ tiếu thập cẩm á. Đây là những cái miếng cá được cắt ra và đã lóc xương hết các bạn, rút xương hết rồi đó. Còn đây là những cái phi lê cá chưa được cắt ra nè, đã cắt nhỏ ra anh ha. Còn mấy này mình đã rút xương anh ha. Đây là bún các bạn, chứ không phải là hủ tiếu dai nha, bún. Và đây là hủ tiếu mềm. Đây là mì á, mì là mối hay là ở nhà mình tự làm? À. Mì là mối giao hàng ngày nhưng mà giao lâu đời đâu, lâu năm rồi, rất là uy tín rồi. Cái này có là nước trộn hả chị ha? Này là tớp mỡ dành phi rồi hả chị ha? Dạ, dạ. Hủ tiếu người Hoa thì hay có cái này thì rất là ngon, béo luôn. Và cái kia là nước nêm. Cái nước lèo này mình cũng nấu bằng xương luôn hả chị? Dạ, có cá không chị? Dạ, xương. Chỉ xương, xương heo thôi ha? Xương mình đó. Dạ, dạ, dạ. Từ từ em quay hết. Bún cá anh ha chị ha. Ồ cá nhiều quá chị ha. Một tô nào cũng vậy à, tô đặc biệt. Ồ vậy là một chút mình sẽ làm với tô này nha. Bao nhiêu cô? 45 ngàn. Giá trung bình mình là 45 hả chị? Còn thập cẩm thì nhiêu? Cũng vậy hả chị ha. Nếu mà thêm thì tính thêm chứ giá trung bình mình là 45. Nước lèo rất sôi luôn các bạn, sôi hồng bồn luôn. Mấy chị này đứng nấu hay lắm á, nóng lắm á, phục vụ khách tận tình. Dạ nóng suốt vậy đó hả? 60 năm cuộc đời hả? À, quán này được gọi là quán 60 năm cuộc đời nha các bạn. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, đứng nấu hủ tiếu hoài sung sướng không em ơi? Cái nào khách ăn thập cẩm được kêu thêm cá không chị? Cũng có bình thường ha. Ngày bưng cho 10. Quán mình nào ráp đâu có ship hàng không anh? Nào ráp bi min đồ này kia. Dạ.
chỉ buôn vòng vòng đây thôi ha. Anh là anh chủ quán các bạn. Bún mì khô nè, nếu tao bún mì khô trước thì cái dù khô cá. Vậy đây thập cẩm á chứ, thấy nè, gan, cật, tim. Có cá luôn hả? Thập cẩm thì có cá luôn hả chị? Thập cẩm là bao nhiêu à? Cũng 45. Nói chung là... Nói chung cái bảng giá đây rất là đơn giản các bạn. Tô bình thường là 45 rạng, thêm cái gì thì là tính thêm cái đó vậy thôi. Và mình có hai loại, mình ăn khô và ăn nước. Tô khô hả chị? À, hủ tiếu, hủ tiếu khô, cá, 45.000, quán bán 60 năm cùng đời. Quán buổi sáng rất là đông các bạn, giờ bán lâu năm và ngon đó. Xưa này mình nằm khoảng mấy tiếng được? Mềm thì khoảng 2 tiếng rồi. 2-3 tiếng ha, càng lâu nó càng mềm, mà để lâu quá nó rụng. À, đây là xương nè, cầm xong rồi vớt ra. Rớt ra như vậy thì xương nó sẽ sạch nha các bạn. Tại trong quá trình hầm nó sẽ ra cái nước dơ, nước đen. Nếu mà khách ăn kêu một tô xương thì có không chị? Có. Tô xương thêm vậy là bao nhiêu chị? Một tô xương là 50. Dạ. 50 luôn hủ tiếu đâu hả? Xương dạ. Xương thì thêm thì 30, 40, lớn lớn có thì 40. Dạ, dạ. Đó là tô xương không hả? Hay là tô... Xương không. Dạ, dạ. Đó là tô thêm. Cá không? Cá không hả? Mình thấy ở đây bán thịt cá rất là nhiều các bạn, một tô cá đầy cá luôn, thấy chưa? Đó có sách mách có trứng. Rất là nhiều mà các bạn nhiều cá. Rất là nhiều và mấy cô cũng rất là vui luôn. Cô đây là chủ quán cũng rất là vui luôn. Cá, rồi mình mê cái món cá này quá. Tại mình ăn thịt thà cũng nhiều á, cho nên nay gặp cá mê quá. Rồi nước lèo mồm luôn nè, tô thập cẩm nè, cá nè, gan, thịt, cật, đúng không? Đó, đã chưa? Ấn tượng đây là mấy cái giá, mấy cái múc cong cong quẹo quẹo không à? Múc nhiều quá. Đây là phạm vi của mình thôi, có người ta ngồi bên kia không ạ? À? À đó, bạn thấy xa xa bên đường là cũng chung quán này luôn, ngồi bên đường luôn. Để mình zoom lại các bạn xem. Đó, rất là đông khách. À, quán đã bán hơn 60 năm, truyền qua hai đời. Mình cũng thì thường xuyên vớt bọt hết cô ha, vớt ra mấy cái dơ đó. Trong quá trình mình trụng nó cũng có cái đen đen cho nên mình phải vớt cho nước nó được trong. Chừng nào mấy anh về Cà Mau lại? Chắc chiều nay đi công tác ha anh. Dạ. Từ Cà Mau biết tiếng này, hãy lên đây là ghé ăn, hãy lên đây là ghé ăn không? Mỗi ngày luôn ăn bên từ bên quận 6 rồi. Lâu không, rồi. Không, tôi sống đây. Ủa anh quận 6 hả? Chứ quận 6 hả? Chứ đầu tiên bán là quận 6. Mình Phụng hả? Mình cũng có quận 6 chỗ metro. À, quận 6 ngay chỗ mà đường vô chợ cái cỏ. Dạ, hồi xưa là đó. Anh về đây bao nhiêu năm mà? Về đây cũng 6 năm rồi. À, mới về đây 6 năm còn chưa bán bên kia. Quán rất là ngon cho nên khách cũng rất là đông và những khách... Dạ. Hai đời hả anh?
Đây là cái khách đến ăn lâu năm, mối ruột của quán. Đây mình cắt phi lê cá anh ha. Đúng rồi. Cái cá này đã rút xương sẵn rồi anh ha. Đúng rồi, rút xương á. Giờ mình chỉ cắt ra miếng nhỏ để mình bán. Đúng rồi, cắt ra nhỏ rồi. Lâu lắm á. Đây cá lóc. Cá lóc anh ha. Dạ đúng rồi. Nhìn hấp dẫn quá các bạn. Rất là sạch sẽ luôn. Mà rút không còn một miếng xương luôn. Tốc hành, tàu tốc hành đang chạy. Đói bụng rồi các bạn ơi, bây giờ mình gọi một tô mì khô cá. Đây mì khô 2 vắt ha. À, trong tô mì khô thì có tôm mỡ này, rồi giá, rồi rau xà lách rồi ha các bạn ha, rau nêm, cơm một chút cái sốt nêm á. À, rồi hủ tiếu cá thì đây là cái tô cá rất là nhiều luôn. Cá phi lê được cắt rất kỹ và không có xương nha. Đã rút xương hết rồi. Và để có cái màu sắc chút xíu thì ăn cá không để đơn điệu quá, mình có để một cái chén xiêu quắc xương đó các bạn, nhưng mà cũng còn thịt rất là nhiều luôn. À, cái tô hủ tiếu tô mì khô cá này là 45.000 đó các bạn. À, giá đây thì là đồng giá 45, thì rồi các bạn ăn thêm cái gì thì tính thêm tiền cái đó. À, thập cẩm hay là hủ tiếu cá cũng đều như vậy. À, còn cái chén xương này thì mình gọi thêm thì là 20.000 nha các bạn. À, có một cái chén nước chấm. Rồi trên bàn mình thấy có nước tương, sa tế, ớt, chanh. À, nếm cái nước lèo hả nha các bạn. Mình chưa nếm gì hết. Mình khi mình vào ăn mình chưa nếm gì hết. Mình sẽ nếm thử cái nước lèo. À, coi nó ngọt như thế nào. Cái nước lèo rất là ngọt các bạn. Được nấu từ xương heo. Và ở đây bán đắt xương heo rất là nhiều luôn. Cho nên cái nước sẽ rất là ngọt. À, cái xương heo đó thường thì hầm heo chủ quán nó hầm khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng. Nếu mà hầm như lâu như vậy thì cái nước ra cái nước lèo sẽ rất ngọt. Mình thử cái nước lèo của trong cái tô xíu quách đó các bạn, tô xương á. Cũng vậy thôi, hai cái tô do nước lèo giống nhau. À, trong những cái tô nước này, tô cá và tô xương thì cũng có nêm hành lá cắt nhuyễn nha các bạn. À, nước lèo cũng ngon đó các bạn. Mình cho một ít sa tế. Sa tế vào cái chén chấm. Để mình ăn cũng cay đó các bạn. Rồi mình cho một ít ớt ba chi nha các bạn. Ở đây cũng xài ớt ba chi. Thì sau này khi mình nêm cái nước lèo thấy nó ngon rồi, mình có thể thêm một ít nước chanh, nước cốt chanh vô cái chén nước lèo. Ăn chanh cho nó tốt các bạn, có vitamin C. Rồi bây giờ mình mời các bạn dùng với mình nha. Quậy quậy lên cho chanh nó hòa tan vô. Cái mùi rất thơm các bạn, bốc lên là kích thích cái bụng mình quá. Không biết nói cái gì nó cái bụng luôn. Trộn mì lên. Không biết sao mình ăn hủ tiếu với mì lại mình lại thích ăn khô các bạn ơi. Ở đây là quán này là gốc người Hoa nha các bạn. À, mì ở đây cũng khá là ngon các bạn. Mềm và nó cũng dai dai và nó rời ha. Đây, thấy múc lên không? Nó không mì nó không có bị dính cục nha các bạn. Ở trong tô mì thì có chan một ít nước sốt và tóp mỡ đó, và hành phi rất là thơm. Rồi có tóp mỡ nó béo béo á, mình ăn kèm với rau giá nè, xà lách nè thì nó không có cái vị ngán nha các bạn. Và không có ngán đâu, bởi vì mình ăn nó vừa phải đâu. Mình ăn quá nhiều thì nó mới ngán. Đây một cái miếng, những cái miếng phi lê cá được cắt lát.
Nhưng rất to các bạn thấy không? À, bản chất nó là cái phi lê cá cắt ra thôi các bạn, cho nên không có nêm nếm gì hết, thì chỉ có nước lèo thôi. Rồi mình có thể ăn hoặc là mình chấm, thì mình chấm vào cái chén chấm của mình, kẹp miếng ớt vô ăn cho nó cay, cho nó lè lưỡi luôn. Rất ngon các bạn. À, trong cái tô mì các bạn có chan một ít cái nước sốt nêm nếm vô, cho nên khẩu vị đối với mình rất là vừa ăn à. Cho nên mình không cần phải nêm cái gì vào trong cái tô mì nữa, và cái nước lèo cũng vậy. À, mình có chỉ có nặng một tí xíu chanh thôi, và mình ăn kèm với một ít ớt thì nó sẽ kích thích cái vị giác của mình. Ở trong tô mì có những cái miếng tôm mỡ các bạn, cắn vừa nó béo béo trời ơi luôn á. Cá cũng khá là nhiều cho mình ăn hết rồi nha các bạn. À, mình cũng có nhiều bạn, thật ra có nhiều bạn trẻ gì là không thích ăn cá, hoặc là có nhiều người cũng không biết ăn cá luôn. Như mình thì mình cũng rất là hảo cá nha các bạn, mình thích ăn cá và mình cũng đã xử xong cái tô mì cá luôn rồi. Mục đích mình là ăn cái tô mì cá để có tăng thêm màu sắc, nhìn nó hấp dẫn chút, thì mình cũng kêu thêm một cái chén xí quách. Xí quách này 20 ngàn ha, thịt quá chừng luôn. À, cũng rất là mềm nha, chơi bằng tay luôn. Bỏ qua đây. Trong cái tô xí quách này, cái nước lèo á ngọt, vào trong đây được nêm nhiều hành quá bạn, hành lá. À, hành lá là cái món rau nêm mà mình thấy cái món nào cũng có sử dụng hết các bạn. Đây, nguyên cục xương. À, mình thấy cục xương này thịt rất nhiều các bạn, ít có mỡ, nhưng mà mình cắn sát vào cái phần xương thì nó sẽ có những cái gân gân. Xin lỗi, bóc hố luôn nha các bạn. Nạc nhiều quá, không có mỡ các bạn. À, mình mới vừa trải nghiệm một tô mì khô cá và có thêm một cái cục xí quách để quay cho anh nhìn nó đa dạng cho đẹp chút xíu. Thì ở đây bán rất lâu đời, hơn 60 năm truyền qua hai đời, cho nên cũng được nhiều thực khách yêu mến. Các bạn có dịp qua đây quận 11 thì các bạn ghé đường Thái Phiên để ăn một tô hủ tiếu cá hay là hủ tiếu thập cẩm cũng rất là ngon. Các bạn xem, các bạn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn chia sẻ món ăn ngon cho nhiều người cùng biết nhé. Và mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Mình xin kết thúc video ở đây và mình hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.